Ở đây mình trồng xen kẽ đó, giữa bí đỏ với mướp, để cho những dây bí đỏ có thể bò lên vàng mướp. Đây các bạn thấy là những dây bí đỏ của mình cũng bắt đầu ra nụ rồi nè. Ở dưới quê mình á, chỉ có hái rau gì đó ăn là có sẵn cái nguồn rau, nguồn lương thực thực phẩm luôn các bạn. Đây, những dây bầu bắt đầu đó, có những con sâu màu trắng rất là nhỏ như thế này. Bây giờ mình sẽ ra mình thăm vườn mình bắt sâu cho cây. Đây, những con sâu này rất là nhỏ, các bạn phải nhìn thật kỹ thì mới thấy được. Sâu nhỏ mà có màu trắng y như là sâu gạo vậy đó, giống như là sâu trong gạo. Đây, các bạn nhìn thấy rồi. Xuống đây, xuống ẻ đây, bỏ cái chồng này nó xuống.